thôi. Đừng cố gắng làm gì đó quá khó đi. Chích chờ xin đây. Ui trời. Trời ơi. Nó khô quá. Cái góc đây nó khô quá. Những cái kia lại làm quá tốt đi. Vâng. Làm gì và Ninh Ninh Quỳnh kìa. Banh kia cũng là như vậy. Red tranh thủ vượt lên và anh ta đang có được một cái gì à, nó nói lỗi này. Banh kia cũng đã lên rồi. Heren cũng đã lên rồi và nó là Quỳnh. Lựa chọn tới từ Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng xem màn thể hiện của cả bốn tay đua là như thế nào. Lần này thì dòng vẫn đang tiếp tục có cho mình được vị trí đầu tiên. Và AC anh ta lại mắc lỗi đây khi mà anh ta đua như thế này. Mà dường như là chúng ta có thể thấy được rằng là có những cái tình huống tấn công đến từ vị trí của Feng. AK có chắc chắn được hay không đây? Feng, anh ta đang cố gắng để có thể là vươn lên sử dụng kim chô ở đây. Và những tình huống cuối cùng, anh gắn thêm hơn. Anh ơi, anh ơi, và đó chỉ là Feng. Vâng, và chúng ta đang thấy ở đây là CLC đã có được cho mình vị trí thứ 4. Trong khi đó thì Ani đang ở vị trí thứ 3. Anh ta đua hơi chệch choạng một chút xíu. Tuy nhiên, quay cái khoảng cách để mà anh ta vươn lên là không đáng kể. Nhưng mà hiện tại khoảng cách được tạo ra đang là 0.4 giây, 0.2 giây. Ở đây mẹ anh ta bị lỗi rồi. Và đây là bắt đầu mà anh ta đã lựa chọn rồi. Nhưng ở đâu đó COG đã vượt qua được những tình huống như thế này. Và xem bắt đầu anh ta lựa chọn thì anh ta không qua được. Trong khi đấy thì Hảo anh ta vẫn đang thể hiện cái bản lĩnh của mình khi mà đang cố gắng bám sát sau đối phương. Nhưng mà bằng một cách nào đấy Hảo anh ta bị dính líp ở đây. Và ACO được sử dụng những khúc cua cuối cùng và CZ bị lỗi. Và sao sẽ tận dụng điều này anh ta vươn lên. CZ đã tụt xuống vị trí thứ tư rồi. Chênh nhau đâu đấy là 1.4 giây. Lỗi rồi, lỗi đến từ các tuyển thủ và cụ thể đây là CZ. Đây là những thời điểm mà các tuyển thủ cần phải chắc chịu hơn rất là nhiều. Phim trượt để có thể qua cua. Và ui không rồi. Không qua được. Phong là người vươn lên dẫn đầu với khoảng cách là 0.1 giây so với các tuyển thủ còn lại. Vâng, và Quang anh ta cua trước đầu xe so với Phong. Nhưng Phong đáp trả lại ngay lập tức. Đem rất kề cửa tới từ hai tay đua bắt đầu tới từ cả hai khu vực. Nhưng ở đây Quang anh ta bị mắc lỗi khi mà vị trí của Quang cũng vượt lên. Hơi tích một tí thôi. Khiến cho anh ta mất cái vị trí đầu tiên. Đây, nó nói rét. Heren đang cố gắng để có thể là tiếp cận được đến vị trí của Nonoi Z mà có một cái tình huống bóng qua trước đầu. Nhưng không, Heren là người bị mắc lỗi. Có cách này nó xa quá đi. Phần tốt của chúng ta đang hơn 3 điểm. Bây giờ là lại có lợi thế rồi. Bây giờ kẻ ở trong hầm kết tiếp được. Phần mình ta cứng quá rồi. Phần mình và Quỳnh người ta cũng cứng theo. Nhưng phần tốt ở một phần. Ngay sau anh ta đó chính là Nonoi Z, một trong những cái tuyển thủ gọi là gây khó chịu cực kỳ nhiều ở trong ai sực cấp năm nay. Không, Heren là người bị lỗi. Hai cái lỗi liên tiếp đến từ vị trí của Phong và cái khoảng cách của Quang bây giờ là quá xa rồi. Ôi trời ơi, những tình huống như thế này tôi thực sự mà nói là khá là khó tìm. Và chúng ta được biết rằng là trong ai sực cấp 2022 thì chúng ta đã loại bỏ Phong đi. Nhưng ở đâu đó. Vâng, ở đây đàn dị đấy vừa nhắc tên xong thì đàn dị anh ta có cái tình huống lỗi rồi khiến cho anh Quỳnh có được cái lợi thế ở vị trí. Thậm chí đang được tất thứ hai mà thôi. Khoảng cách bây giờ là 1.8, 1.9 giây rồi. Càng với là ô kìa, siêu gì? Không qua được rồi. Zing Speed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.